xin được chào mừng quý thầy cô đến với kênh học liệu tiểu học à, kính thưa quý thầy cô thông thường khi quý thầy cô chúng ta nhập liệu uh, file excel bằng một dãy các cái chữ số ví dụ chúng ta nhập số điện thoại di động chẳng hạn à, thì khi ta nhập thì nó sẽ không hiện chữ số 0 là ví dụ trường hợp như thế này à, khi mà chúng ta enter thì nó sẽ mất đi chữ số 0 À, hoặc là thầy cô chúng ta có một cái danh sách à, ai đó gửi cho mình à, kèm theo số điện thoại chi tiết của từng người tuy nhiên nó cũng không có chữ số không ở ngoài trước vậy làm thế nào để chúng ta à, gõ số điện thoại có xuất hiện chữ số không à, cũng như cách chúng ta thêm chữ số không ở trước số điện thoại thì trong khuôn khổ video hôm nay mình xin được chia sẻ cùng quý thầy cô cách chúng ta nhập số điện thoại trên file Excel có chữ số 0 ở phía trước và cách chúng ta thêm chữ số 0 vào phía trước của các cái số điện thoại. Nào bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. À, trước tiên, để nhập số điện thoại có xuất hiện chữ số 0 ở phía trước, có nhiều cách. À, cách thứ nhất là chúng ta gõ dấu nháy ở trên bàn phím. À, sau đó chúng ta nhập số điện thoại vào. Chúng ta Enter, à, thì nó sẽ có chữ số 0 ở phía trước. À, cách thứ hai. Với cái cột nào mà chúng ta nhập số điện thoại thì chúng ta hãy định dạng cái cột đó với cái định dạng test bằng cách là chúng ta tô đen à, cột định nhập số điện thoại. Rồi sau đó chúng ta lít phải, chọn cột cell ở thẻ number chúng ta chọn test. Chúng ta bấm OK, rồi chúng ta sẽ nhập bình thường. À, như vậy thì khi nhập số điện thoại thì à, thầy cô an tâm nó sẽ xuất hiện chữ số 0 ở phía trước. À, trường hợp thứ hai, à, chúng ta đã có một cái file Excel với nhiều cái số điện thoại. À, nhưng mà không có chữ số 0. À, bây giờ mình sẽ thêm cái chữ số 0 à, vào trước các cái dãy số này. À, nếu mà thầy cô chúng ta làm như cách trước, à, chúng ta làm thủ công là chúng ta gõ dấu nháy, sau đó chúng ta gõ số 0 ở phía trước. Chúng ta enter. À, thì nó cũng có xuất hiện chữ số không ở phía trước ở giải số này à, tuy nhiên cách này nó rất là lâu và mình sẽ giới thiệu quý thầy cô một cái cách rất là nhanh để chúng ta thực hiện việc này à, cách thứ nhất muốn thêm chữ số 0 vào các cái giải số này thì chúng ta tô đen các giải số sau đó chúng ta click phải thì chúng ta chọn format cell ở cái cột number chúng ta chọn custom ở cái mục thai nè À, thầy cô chúng ta gõ vào 10 chữ số 0. À, thầy cô chúng ta lưu ý chúng ta gõ 10 chữ số 0 và tại sao chúng ta gõ 10 chữ số 0? À tại vì số điện thoại có 10 số và và ở đây chúng ta thấy có 9 chữ số nó mất đi chữ số 0 à, nên chúng ta gõ 10 chữ số 0 thì nó sẽ xuất hiện chữ số 0 ở phía trước dãy số này. À nếu giải số này có 8 số thì thầy cô chúng ta gõ 9 chữ số 0. À tương tự như vậy đối với các cái dãy số khác. À ở đây mình sẽ gõ 10 chữ số 0. Đó, khi chúng ta gõ 10 số 0 thì nó sẽ xuất hiện số 0 ở phía trước này thầy cô. Chúng ta bấm ok. Đó như vậy thì nó sẽ xuất hiện chữ số 0 ở phía trước các cái dãy số này. Đó là cách thứ nhất. Rồi à, cách thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện bằng công thức. Bây giờ mình undo lại ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện cách thứ hai. À, thì chúng ta chọn một cái cột ở liền kề cái cột à, mà để mình định thêm chữ số 0 vào á. chúng ta nhập công thức nè, Rồi chúng ta gọi dấu bằng chữ số 0 ký hiệu chữ và sau đó chúng ta list vào cái dòng đầu tiên của cái cột có chứa dãy số. Chúng ta gọi enter. À, thì nó sẽ xuất hiện ở chữ số 0 ở phía trước. À, sau đó chúng ta chỉ việc kéo xuống, chúng ta copy công thức xuống. à Như vậy là xong, rất là nhanh. Tuy nhiên, lúc này nếu mà mình copy sang cái cột khác, thì nó sẽ mất chữ số 0. À, nếu mà cố định ở cột này thì nó sẽ xuất hiện chữ số 0. À, nếu mà chúng ta copy bình thường sang cái cột khác, thì nó sẽ không còn chữ số 0 nữa chúng ta sẽ copy dán vào cái cột số điện thoại này. À chúng ta copy nè, diếc phải chọn copy. À sau đó chúng ta dán vào đây, dán vào cái cột số điện thoại này. À nếu mà thầy cô chúng ta dán thông thường thì nó sẽ chỉ xuất hiện một chữ số 0 thôi. À, à vì vậy chúng ta dán à, đặc biệt. Vì vậy bây giờ mình sẽ trở lại lúc ban đầu. À, và chúng ta dán à, đặc biệt à, bằng cách là chúng ta click phải à, chúng ta chọn uh, pass uh, special nè à, nó xuất hiện một cái bảng thông tin à, thì chúng ta chọn click uh, vào ô, uh, uh, value chúng ta bấm ok à, thì lúc này nó sẽ xuất hiện chữ số 0 à, ở phía trước à, còn nếu mà thầy cô dán bình thường thì nó sẽ mất đi cái dãy số này và nó chỉ còn lại chữ số 0. À, chúng ta xóa cái cột này đi. Có một cách nữa chúng ta thêm chữ số 0 ở trước dãy số, à, đó là chúng ta dùng hàm right. À, chúng ta thực hiện như sau, à, ta gõ dấu bằng nè. Sau đó chúng ta gõ chữ right. Chúng ta mở ngoặc đơn. À, sau đó chúng ta mở ngoặc kép. À, viết chữ số 0 trong ngoặc kép, à, chúng ta gõ ký tự chữ và Chúng ta lít vào giải số ô đầu tiên. phải à, Ở đây chúng ta có 9 chữ số. Như vậy nếu mà chúng ta thêm chữ số 0 nữa là 10. À, thì chúng ta nhập số 10. Chúng ta đóng hoặc đơn. Chúng ta gọi Enter. À, như vậy thì nó cũng xuất hiện chữ số 0 ở phía trước. Chúng ta chỉ việc copy xuống thôi. Tương tự như trước thì chúng ta copy chúng ta dán đặc biệt vào ô này. chọn OK, à, thì nó sẽ dán qua ô này có thêm chữ số 0. À, sau đó chúng ta xóa này đi. À, thì vừa rồi mình vừa chia sẻ cùng quý thầy cô cách chúng ta nhập số điện thoại có chữ số 0 ở phía trước à, và cách chúng ta thêm chữ số 0 vào một giải số điện thoại à, rất là tiện lợi. À, nếu thầy cô thấy video này hữu ích, xin hãy like, share và đăng ký kênh. À, cuối cùng xin chúc quý thầy cô chúng ta sẽ áp dụng thành công à, xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô trong các video sau